bánh mứt Lan Farm Đà Lạt 44.000 một người nè. Ngon mà rẻ nha bà con. Ăn uống thoải mái. Đừng có ăn tôm tướp lấy tùm lum la rồi bỏ là được rồi. Ê, bố ăn bố kem nè, bố ăn quay lại đi. Trời ơi, xuất hiện báo cáo. Kinh kỳ. Đi vô nhìn mẹ tụi. Vô đây, quay ba người luôn. Đứng là con. Đi vô nhìn nè. Mâm, mâm, mâm. Đứng là. Mang làm biết. Đá lồng nheo. Chú mở. Xong ăn bánh mì heo quay. Mặc dù đã đi ăn buffet vẫn mang theo đồ ăn, tâm hồn vẫn uống cao. Trả lại. Giờ đi ăn tiếp nha. Không khí đồ ăn. Lần trước đông quá không ăn được, lần này đẹp. Đây là có cái quầy bún bút ở trong. Thế nào cũng có người hỏi để đi ăn. Các kem nhiều à, kem trà xanh nhé. Tha hồ ăn nha. Đó. Một con nước lạnh. Chị mua cái mốc pistachio này đâu? Ở dưới hết có 5 chục. Trước thì ở đâu? Trước ở đây luôn. Bên phải nè. Bên phía tay phải anh quẹo phải đó là báo bà đó. Đẹp quá, đẹp quá. Có người hỏi mẹ là mua nước gì cho đâu á. Hỏi sao mày nói là mua cái gì vô cho người được không? Dập vô tắm rồi mới đặt hàng. Nói là bà ta.